Gỗ quý cho ra những đồ dùng nội thất rất chất lượng, chắc chắn và những đường vân gỗ và màu sắc tự nhiên đẹp dần theo thời gian sử dụng. Ngoài ra có thêm một điều đặc biệt nữa mà chỉ gỗ tự nhiên quý hiếm mang đến cho người tiêu dùng đó chính là mùi hương đặc trưng của từng loại gỗ. Nhưng đâu phải gỗ quý hiếm nào cũng cho ra những mùi thơm, trong video Vi, ngày hôm nay đồ gỗ Tùng 8 xin mời các bác cùng tìm hiểu xem những loại gỗ quý hiếm có mùi thơm như thế nào nhé, gỗ trầm hương. Một trong những loại gỗ quý hiếm có mùi hương đặc trưng không thể không nhắc đến gỗ trầm hương trầm hay trầm hương có tên gọi khác là trầm gió gió bầu gió núi Nó là một loài thực vật thuộc họ trầm loài này phân bố ở Đông Nam Á và đảo New Guinea trầm hương là cây thân gỗ lớn khá cứng và nặng cao từ 15 đến 30m có khi cao đến 40m với đường kính trên 60 cm vỏ cây nhẵn có màu xám có vết nhăn dọc theo thân cây thịt gỗ có vân đậm nhạt và gợn xong gỗ trầm hương thuộc nhóm một trong bảng phân loại nhóm gỗ Việt Nam Chầm hương là phần gỗ chứa nhiều nhựa thơm sinh ra từ thân cây gió bầu, có vị đắng, trọng lượng nhẹ, có thể nổi trên nước khi lượng dầu bên trong dưới 25%. Gỗ trầm hương thông thường khi đưa vào sản xuất đồ dùng nội thất đã có mùi hương nhẹ dễ chịu. Khi đốt trầm sẽ tỏa ra hương thơm không thể lẫn với những mùi hương khác, khói trầm tan nhanh trong không khí. Trầm hương được chia thành 3 hạng, mỗi hạng chia thành nhiều loại khác nhau bao gồm kỳ nam, trầm và tốc. Nhưng trong ba hạng trên kỳ nam là cây rất hiếm, ít hơn trầm hương về số lượng kỳ nam có hương thơm ngào ngạt nặng hơn mùi của trầm dù được gói bọc kỹ lưỡng thì cũng khó giấu được mùi thơm. Lõi cây này có đủ vị chua, cay, đắng, ngọt, khi đốt khói bay lên cao, thẳng lơ lửng, tan lâu trong không khí. Tiếp đến là trầm, cây này ít dầu, nặng, vị đắng, hầu hết khi đốt mới tỏa mùi thơm nhẹ, khói màu trắng, tan nhanh trong không khí và cuối cùng là tốc. Trong các hạn trên có lẽ kỳ nam ít được biết đến do giá thành quá cao và độ quý hiếm của nó. Còn bình thường trầm hay được sử dụng là trầm hạng 2 và hạng 3 do giá thành không quá cao và cũng thường thấy hơn. Ngoài việc sử dụng gỗ trầm hương trong trang trí nội thất, người tiêu dùng còn vì độ quý hiếm và sự tâm linh của trầm hương mang đến mà người ta thường dùng nó làm các phụ kiện như vòng tay, dây chuyền và đồ vật phong thủy trong nhà, gỗ ngọc am. Cây gỗ ngọc am là một loại cây thân gỗ có chiều cao từ 20-25m, đường kính khoảng gần 2m. Tại Việt Nam, nó mọc rải rác tại các tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn, trong các khu rừng nhiệt đới xanh và có mưa mùa ẩm. Ở Hà Giang gỗ ngọc am thường mọc ở khu vực núi cao hiểm trở có độ cao lên tới 1.000m cách xa mực nước biển. Gỗ ngọc am vàng sáng, sớ thịt min, thân gỗ chắc chắn rất được người dùng chọn làm nguyên liệu cho đồ dùng nội thất sau gỗ trầm hương. Tiếp đến là một loại gỗ quý hiếm có mùi thơm rất dễ chịu khiến người dùng không thể quên đó là gỗ ngọc am. Nó thuộc nhóm Y trong danh sách nhóm gỗ Việt Nam. Gỗ ngọc am là loại gỗ cứng, sớ thịt mịn, có hai loại là vàng và đỏ. Nó có mùi thơm lâu, nhẹ dịu nhưng có phần hơi hắc khi ngửi. Gỗ càng già lại càng thơm, thường thì phần gốc thơm hơn phần ngọn. Nếu muốn thưởng thức mùi gỗ ngọc am ngay tức khắc có thể dùng nước sôi dội vào. Mặc dù được ưa chuộng từ xưa đến nay và xem như loại gỗ có nhiều tính năng đặc biệt, nhưng khoa học hiện đại ngày nay đã chứng minh rằng gỗ ngọc am có độc tính cao, gây hại cho sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách cụ thể các nhà khoa học của nhật bản sau khi nghiên cứu về tinh dầu ngọc am đã kết luận rằng loại tinh dầu này có độc tính với tế bào làm đông protein ở tế bào người và động thực vật vì vậy tinh dầu từ gỗ ngọc am chỉ thích hợp cho việc đông tế bào bảo tồn sắc ướp theo kinh nghiệm của người xưa gỗ hoàng đàn có mùi thơm rất đặc trưng riêng biệt so với những loại gỗ khác Ngoài ra nó còn có những đặc tính nổi trội so với loại cây khác vì thế cho đến nay cây hoàng đàn tự nhiên gần như đã tuyệt chủng do khai thác quá mức. Nên đến nay hoàng đàn chỉ còn những loại cây nhỏ và những loại huỳnh đàn trồng. Hoàng đàn là cây gỗ xanh có thể cao tới 40m, đường kính 90cm, vỏ màu xám nâu. Tại Việt Nam loại cây này thường được trồng rải rác từ Hà Giang đến Lạng Sơn, rất thích hợp cho những khu rừng nhiệt đới có mưa mùa và vùng núi thấp. Đây là loại gỗ nằm trong nhóm 1, thuộc gỗ quý hiếm và giá trị thì rất đắt ngoài ra gỗ có màu vàng nên rất phù hợp để làm những đồ dùng nội thất sang trọng đặc biệt như tượng phật thần linh ngoài ra nó còn được sử dụng làm thuốc hay hương liệu gỗ hoàng đàn có dầu nên rất khó bị mối mọt xâm lấn trong những loại gỗ quý hiếm có mùi thơm thì hoàng đàn có thể xếp vào hàng đệ nhị chỉ đứng sau trầm hương nó có mùi gần giống như trầm hương tuy nhiên mùi hương của hoàng đàn không có nhiều vị của dầu như gỗ trầm hương đây là hương thơm bền hàng trăm năm vẫn giữ mùi thơm quý phái độc đáo và quyến rũ mùi thơm đặc trưng tinh dầu gỗ hoàng đàn còn có tác dụng xua đuổi rán nhện chuột ngoài ra còn giúp giảm căng thẳng kích thích nhẹ nhàng tạo cảm giác sảng khoái bình yên thư giãn giảm mệt mỏi tinh dầu thơm lưu lại hàng trăm năm nên được chiết xuất để làm nước hoa gỗ xá xị cây xá xị còn được gọi là gù hương thuộc họ long não nằm trong nhóm hai những loại gỗ quý hiếm thường được ưa chuộng trên việt nam hiện nay có hai loại là xá xị đỏ và xá xị xanh cây xá xị có thể cao đến 20m, đường kính thân 50-60cm, thân tròn thẳng, vỏ màu xám nâu, hoa lưỡng tính. Cây được phân bổ ở các khu rừng nhiệt đới. Tại Việt Nam cây xá xị phát triển nhiều ở các tỉnh phía Nam từ Quảng Trị trở vào đặc biệt ở Lâm Đồng, Đồng Nai, Sông Bé. Xá xị là loại gỗ quý hiếm có mùi hương đúng như tên gọi của nó. Cái tên xá xị được người dùng các tỉnh phía Nam nước ta đặt ra vì thấy cây có tinh dầu, gỗ thân và dễ có mùi giống như mùi nước uống xá xị. Vân gỗ xa xị rất đẹp và mịn đều với màu đỏ sẫm ấn tượng. Ngoài ra, ở những khu rừng trên núi vân gỗ còn có màu vàng nhạt. Với vẻ ngoài bắt mắt và độc đáo này thì không có gì ngạc nhiên khi gỗ xa xị là một trong những loại gỗ quý hiếm. Theo thống kê thì gỗ xa xị đứng thứ 4 trong 6 loại gỗ thơm bật nhất Việt Nam sau trầm hương, ngọc am, hoàng đàng. Đúng như tên gọi của mình khoanh gỗ tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ rất dễ chịu làm ta liên tưởng đến loại nước giải khát nổi tiếng xa xị. Nếu bạn muốn thưởng thức mùi hương của loại cây này nhanh và rõ nhất chỉ dùng giấy nhám trà lên miếng gỗ thì bạn sẽ cảm nhận được mùi hương xá xị tỏa ra ngào ngạt. Gỗ long não. Cây long não hay còn có tên gọi khác là dã hương, là một loại cây thân gỗ lớn, có thể cao tới 20-30m, đường kính tầm 200 cm. Long não có thân cây chắc chắn với vỏ cây hơi thô và có các đốm nhạt màu, bị nứt nẻ theo chiều dọc. Gỗ cây long não là loại gỗ chịu nước, có màu nâu hồng, không bị mối mọt và mùi thơm lâu. Long não có nguồn gốc ở khu vực Đông Á, tại đây người ta trồng nó để sản xuất dầu long não. Ở Việt Nam long não mọc tương đối chậm, cây tương đối ưa sáng và khí hậu ẩm ướt. Mọc tốt trên đất sét, không sống được trên đất mặn, đất trũng hoặc quá khô. Cây long não đã đến tuổi cần được khai thác không chỉ cứng, chắc chắn mà còn có mùi thơm nhẹ dễ chịu các bộ phận của cây long não đều có thể cất tinh dầu dùng trong công nghiệp và y dược. Nhờ vào màu sắc tự nhiên cùng với hương thơm đặc trưng mà loại cây này được dùng để làm đồ dùng nội thất hay tượng thờ, ngoài ra còn trồng nó ở công viên ven đường biệt thự hay bệnh viện để lấy bóng mát từ tán lá rộng xanh tốt quanh năm ngoài ra còn là khả năng hấp thụ ion kim loại nặng làm sạch môi trường sống đây cũng được xem là một trong những loại gỗ quý hiếm có mùi thơm đứng sau các loại gỗ đã nêu trên mùi hương của long lão giống với mùi thuốc bắc chính bởi vậy nó có tác dụng hưng phấn hệ thần kinh tăng cường hô hấp và tuần hoàn nhất là khi đang ở trạng thái ức chế thì tác dụng càng rõ gỗ xưa gỗ xưa hay còn gọi chắc thối, là một loài cây thân gỗ thuộc họ đậu. Xưa là cây gỗ nhỡ, dụng lá theo mùa, cao từ 6 đến 12 mét cũng có thể cao lên tới 15 mét. Thân cây dáng phân tán nứt nẻ theo chiều dọc, vỏ có màu vàng nâu. Xưa là cây ưa ánh sáng, đất trồng phải sâu, dày, độ ẩm cao. Được tìm thấy nhiều trong rừng mưa nhiệt đới và gió mùa. Theo dân gian truyền lại thì gỗ xưa được xem như một loại gỗ vương giả, quý hơn cả vàng rồng vì sao mọi người lại có suy nghĩ và cách nói như vậy hãy cùng đồ gỗ tùng tám tìm hiểu xem những ưu điểm vượt trội của gỗ xưa đây là loại gỗ nằm trong nhóm một bảng phân loại nhóm gỗ việt nam theo các nhà khoa học loại gỗ quý hiếm có mùi thơm quyến rũ này có hai loại khác nhau đó là xưa trắng và xưa đỏ trong hai loại trên thì xưa đỏ có giá trị cao hơn nhờ vào màu nâu đỏ của thịt gỗ cùng với đường vân bốn mặt khi đưa ra ánh sáng thì ánh lên bảy màu và có mùi thơm như hương trầm Sưa đỏ rất được người tiêu dùng trong thị trường trang trí nội thất lựa chọn làm những đồ phong thủy, đồ trang sức và nhiều đồ dùng trang trí khác. Còn xưa trắng thường được người dân dùng đánh bắt cá vì chất plo, tên ôn, sapotaxin trong hạt cây có thể làm cá say thuốc. Ngoài ra vì nét đẹp vốn có của mà cây xưa trắng còn có thể trồng làm cây cảnh ở công viên hay ven đường. Qua những kiến thức chia sẻ trên có lẽ đã giúp bạn tìm hiểu 6 loại gỗ quý hiếm có mùi thơm đặc trưng và riêng biệt của từng loại gỗ quý không chỉ mang đến những mùi hương mà còn cho ra những đồ dùng nội thất sang trong quý phái của từng loại gỗ khác với gỗ rừng trồng hay gỗ công nghiệp được sử dụng trong trang trí nội thất gỗ quý hiếm cần được sử dụng đúng lúc đúng thời điểm tránh gây ra việc phá hoại thiên nhiên và cây gỗ quý